Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh của Trung Thực Auto. Và ngày hôm nay thì Trung Thực Auto rất là vui khi được bàn giao những chiếc xe chất lượng và cũng như là minh bạch về mặt giấy tờ dành cho những khách hàng đến với yêu mến và Trung Thực Auto dành cho Trung Thực Auto. Và sau đây thì xin mời quý anh chị hãy cùng với cả Trung Thực Auto xem cái quá trình bàn giao và cũng như là nhận xe tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và đây là bạn Đức, chủ nhân của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu sản xuất năm 2019. Có lẽ là đầu tiên thì sẽ mời Đức kiểm tra qua một lần nữa về chiếc xe của mình trước khi nhận, đúng không? Tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và có thể nói là Trung Thực Auto rất là cảm ơn Đức, một người em nhưng mà một khách hàng thực sự là đây là chiếc xe thứ hai mà Đức đã ủng hộ cho Trung Thực Auto trong thời gian vừa qua. Và hôm nay thì trong buổi lễ giao xe ngày hôm nay thì Trung Thực Auto đầu tiên rất là gửi lời chúc tới Đức sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và ngày nữa là với chiếc xe Toyota Fortuner sẽ là người bạn đồng hành trên những cung đường tiếp theo của gia đình cũng như là trong cái công việc kinh doanh của Đức sắp tới. Và thay mặt cho công ty thì bên Trung Thực Auto có một cái bó hoa được gửi chúc mừng của tới Đức trong ngày nhận xe ngày hôm nay, và cũng rất là mong muốn là Đức sẽ có những chia sẻ khi đến với cả Trung Thực Auto. Vâng, đây cũng chia sẻ với tất cả mọi người và về Trung Thực Auto thì đây là lần thứ hai Đức là em có đến với Trung Thực Auto và sử dụng cái dịch vụ của Trung Thực Auto và mua xe của Trung Thực Auto. Và bản thân em cũng rất hài lòng với tất cả mọi cái về dịch vụ và cách phục vụ của ở bên Trung Thực Auto. Và chắc chắn nếu như mà sắp tới nếu mà em có mở rộng thêm kinh doanh, nhất định em sẽ lại đến với Trung Thực Auto và sẽ ủng hộ Trung Thực Auto. Có thể là một lần hay là nhiều lần nữa. Rất cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn em. Và một lần nữa thì cũng rất hy vọng được rằng là Trung Thực Auto sẽ được phục vụ rất nhiều những khách hàng như bạn Đức ở đây. Và chúc em là giữ tốt, đùng bền và bạn dạng bình an. Vâng, em cảm ơn anh ạ.